Kính thưa quý vị, năm 2023, cả nước đã ghi nhận 82 người tử vong do bệnh dạy tại 30 tỉnh. Riêng tại tỉnh Tây Ninh, ghi nhận 2 người chết do bệnh dạy tại huyện Gò Dầu và Bến Cầu. Trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 20 ca bệnh dạy ở 14 tỉnh. Từ thực trạng nêu trên, công tác phòng chống bệnh dạy đang là vấn đề cấp bách được nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm. Bệnh dạy lây truyền từ động vật, chủ yếu là chó mèo, sang người qua vết cắn, vết cào xước, chưa có thuốc điều trị. Hiện nay, tiết trời khô hạn, thời gian nắng trong ngày kéo dài là thời điểm thuận lợi cho bệnh dạy trên chó mèo có khả năng bùng phát và lây lan. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có quyết định ban hành kế hoạch phòng chống bệnh dạy giai đoạn 2022-2030. Với mục tiêu kiểm soát được bệnh dạy trên đàn chó mèo đang nuôi, phấn đấu đến năm 2030, không còn người tử vong vì bệnh dạy. Cụ thể, đến 2025, phải quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó mèo. Đến 2030, tỷ lệ tiêm vaccine dạy cho chó mèo là 100% tổng đàn. 100% các huyện, thị xã, thành phố có điểm tiêm vaccine dạy và huyết thanh kháng dại cho người. Chủ nuôi chó mèo có trách nhiệm đăng ký, khai báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã, cam kết nuôi nhốt chó mèo. Khi đưa ra khỏi nhà, phải được xích, rọ mõm. Năm 2023 xảy ra là 4 trường hợp bệnh dạy trên chó, thì tăng 2 trường hợp so với năm 2022. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh tăng cường thực hiện cái công tác tuyên truyền và phòng chống bệnh dạy. Cái sự khác biệt trong cái công tác tuyên truyền năm nay, Chi cục Chăn nuôi Thú y sẽ thực hiện cái mô hình thí điểm là tuyên truyền trong học đường tại 2 trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Và cái buổi tập huấn về phòng chống bệnh dạy cũng là một trong những cái nội dung trong cái khuôn khổ của chương trình phòng chống dạy trên địa bàn tỉnh. Trong nhiều năm qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức bắt chó thả rông, tổ chức tiêm phòng trên tất cả đàn vật nuôi theo đúng quy định. Tuy nhiên, còn rất nhiều trường hợp người nuôi chó không chấp hành việc đăng ký thả chó chạy rông. Chính quyền địa phương chưa áp dụng biện pháp chế tài theo quy định. Trong khi từ năm 2023, nhiệm vụ bắt chó thả rông sẽ được chuyển giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện. Chúng tôi cũng rất cần cái sự phối hợp của chính quyền địa phương trong cái việc mà quản lý đàn chó mèo trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và thực hiện cái công tác bắt chó chạy rông. Thì đó là một trong những cái vấn đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dạy. Nếu diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng tiếp tục kéo dài, thì nguy cơ phát sinh ổ dạy, xuất hiện vật nuôi bệnh dạy luôn tồn tại. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tây Ninh sẽ xuyên suốt thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Nhưng để tình hình chuyển biến tích cực, rất cần sự hợp tác của cộng đồng, đặc biệt là các hộ đang nuôi chó mèo.